Thưa các bạn, đây là cái hiện tượng mà nó đang diễn ra này. Tôi bấm play này. Đấy. Bấm play nhé. Nếu mà bấm giữ thì nó sẽ như vậy. Nhả ra nó sẽ tắt luôn, kể cả cho băng vào. Cho băng vào cũng như vậy nhé. Để tôi để cái cửa này để cho các bạn nhìn rõ cái này quay nhé. Đấy, nó không quay luôn này. Bên này vẫn quay này. Dây băng nó bị rối hết vào trong này. Tôi phải tua lại để dây băng nó căng ra. Ok. Nếu không cẩn thận là nó rối hết băng trong này. Tôi sẽ tìm nguyên nhân và khắc phục cái hiện tượng này trong cái video clip này. Đây chính là cái bộ cơ của nó này. Đấy. Nó nháy tạch tạch gì đằng sau này. Có cái hiện tượng gì dưới này. À, tiện sẵn tôi đang có một bộ cơ tôi thử thay vào xem nhé. Xem là nó có bị sao không. Các bạn, đây là cái bộ cơ mà tôi vừa nói đến đây. Không biết là cái này nó có bị như vậy không. Thì hiện tại thì nó chưa có dây Cura. Cái dây Cura ở đây thì nó đang bị gọi là dây Cura cũ này. Nó còn dính ở đây này. Tôi phải mang ra vệ sinh đã nhé. Đây là hai con ốc mà chúng ta tháo motor ra này. Tại vì dây cao su nó ở trong motor này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Dây cao su nó ở trong này. Tôi đều gần đấy, đây chính là cái dây cao su nó còn dính ở đấy thì tôi bắt buộc tôi phải tháo ra. Ok, chúng ta có cái này này, rất là bẩn luôn. Thay cả dây Cura vào luôn. Tại vì cái này nó bị hỏng dây Cura. Đây, cái này vẫn còn zin này các bạn này. Nhựa vẫn còn zin này. Đây, tôi thay bằng cái dây nhỏ này. Nó nhỏ hơn này. Cái này remove nó đi này.
nhẹ nhàng, rồi xoay cái lỗ, đúng cái lỗ đây. Rồi chúng ta sẽ lấy con ốc vít vào. Ok rồi các bạn. Cái này là do bộ cơ của cái cũ kia bị hỏng. Mình sẽ thay cái này vào. Đấy, nó chạy ngon lành luôn này. Ok, có vẻ như là nó không sao. Đây, cho vào như này đi. Các bạn nhìn dễ này. Ok, về cơ bản thì là nó quay xong. Ok. Mỗi tội là cái đầu từ nó hơi mòn, cho nên là chúng ta nghe rất là khó. Video clip sau tôi sẽ thay chia sẻ với các bạn thay đầu từ này vào nhé, vào cửa A của đài này. Ok, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip.